on the intimate relationship with my body and the garments that hold me close. The transformational quality of clothing transcends gender. When I wear it, I carry myself differently and feel like a prince. Tinh thần sự siêu việt của chúng tôi trong toàn thể đối với tất cả các cách để trở thành. I'm feeling petty.